Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đài Loan, Trung Quốc cách Hà Nội khoảng 1.660 km, cách Đà Nẵng gần 1.600 km theo đường chim bay. Liệu trận động đất có ảnh hưởng đến Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất mạnh 7,3 độ ở Đài Loan không gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Về khả năng xảy ra sóng thần trên vùng biển miền Trung Việt Nam do ảnh hưởng từ trận động đất nói trên, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết, theo tính toán, đến thời điểm hiện tại thì không ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, viện trưởng Viện Địa Vật Lý ứng dụng cho hay, trận động đất xảy ra ở bờ biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Với tòa độ được công bố thì khả năng gây sóng thần lớn ở Đài Loan là rất ít. Sóng thần có thể xảy ra nhưng không lớn. Các đới hút chìm, đới gây động đất, sóng thần trên biển ở Đài Loan, Trung Quốc không ảnh hưởng tới Việt Nam vì bị chắn bởi cung đảo của Philippines nên sóng không lan vào biển đông. Ví dụ, nó xảy ra ở mũi phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc nối với biển Đông thì có thể tác động đến Việt Nam, còn ở phía Đông thì không ảnh hưởng gì. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Viện Vật lý Địa cầu, Việt Nam nằm ở khu vực Thái Bình Dương mà Thái Bình Dương là nơi có hiểm họa về sóng thần đã được đánh giá là cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do đặc thù các vùng bờ biển ở Việt Nam được bao bọc bởi rất nhiều các quốc gia xung quanh như Trung Quốc ở phía Bắc, Philippines ở phía Đông, Thái Lan ở phía Tây và Indonesia, Malaysia ở phía Nam. Vì thế, các trận động đất gây sóng thần ở Thái Bình Dương đều không ảnh hưởng đến Việt Nam. Việt Nam có 25 kịch bản sóng thần đã được tính sẵn chủ yếu liên quan tới đới hút chìm Manila. Theo kịch bản có sẵn thì nếu một trận động đất cường độ 8,3 độ Richter xảy ra ở khu vực rảnh nước sâu Manila thì có thể tạo nên sóng thần cao 5,2 m ở Quảng Ngãi và 2,1 m ở Nha Trang. Một trận động đất có cường độ 9,2 độ Richter ở cùng khu vực có thể tạo ra sóng thần cao 10,6 m ở Quảng Ngãi và 5 mét ở Nha Trang. Và thời gian sóng thần đi từ vùng rảnh nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Học Phương, đến nay Việt Nam chưa từng bị sóng thần tấn công, nhưng chúng ta cũng cần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với hiểm họa sóng thần. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ cần phải có sự chủ động cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trong tương lai. Các nhà địa chấn Việt Nam đã xác định hiểm họa sóng thần vẫn có thể xảy ra đối với Việt Nam trong tương lai hiểm họa đó có thể bắt nguồn ở ngay trong khu vực Biển Đông, tức là trong khu vực Biển Đông vẫn xác định được các vùng phát sinh ra động đất có thể gây ra sóng thần, mà sóng thần xảy ra ngay trong Biển Đông thì có thể tác động tới vùng bờ biển Việt Nam. Các nhà khoa học đã xác định được chín vùng nguồn khác nhau ở khu vực Biển Đông có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, có hai vùng được xác định nguy hiểm tới Việt Nam, gồm vùng nguồn xa bờ nằm ở phía tây Philippines, ở đó có một đới hút chìm gọi là mắng biển sâu Manila. Đó là vùng nguồn nguy hiểm nhất đối với Việt Nam. Thứ hai là vùng nguồn gần bờ, nằm ở ngay trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 độ trên vùng thềm lục địa miền Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam. Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ cứu trợ sau khi Đài Loan xảy ra động đất. Hãng tin CNN dẫn lời bà Chu, các bên liên quan ở Đại lục hiện hết sức quan ngại và gửi lời chia buồn chân thành tới người dân Đài Loan Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà nhấn mạnh Trung Quốc sẽ chú tâm đến tình hình và hậu quả sau thảm họa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, theo báo SCMP, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan đã từ chối hỗ trợ của Trung Quốc. Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho hay, chúng tôi nhận thấy rằng văn phòng các vấn đề đài loan của trung quốc đã bày tỏ lo ngại về trận động đất ở ngoài khơi hoa liên chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ nhưng đại lục không cần thiết phải hỗ trợ chúng tôi trong việc cứu trợ thiên tai trong khi đó mỹ cho biết họ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho đài loan sau trận động đất hiện đài loan chưa lên tiếng về việc đề nghị giúp đỡ từ phía mỹ theo trung tâm chỉ huy khẩn cấp đài loan ceoc nhiều báo cáo cho biết có người đang mắc kẹt trong 7 tòa nhà bị đổ sập do động đất mạnh 7,2 độ vào sáng hôm 3 tháng 4. Theo đó, trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà ở Đài Loan sụp đổ. Trong đó, quận Hoa Liên có số tòa nhà bị hư hại chiếm nhiều nhất vì khu vực nằm gần tâm chấn. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp Đài Loan cho biết thêm trận động đất đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, khiến hơn 91.000 hộ gia đình mất điện. Công ty điện lực Đài Loan Tai Power đang nỗ lực khắc phục sự cố. Ngoài ra, một số dịch vụ tàu hỏa ở miền đông Đài Loan đã tạm dừng sau khi trận động đất xảy ra. Truyền thông Đài Loan đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua. Vào sáng 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, ở gần Đài Loan, Trung Quốc, tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, tại các khu vực thuộc đảo Yonaguni. Cấp độ địa chấn được ghi nhận ở mức độ 4 theo thang đo của Nhật Bản trong khi tại các đảo Ishigaki, Iriomote, Kuro, Hatejima ở thị trấn Taketomi là cấp độ 3. Ngoài ra ở thành phố Miyakoshima và đảo Tajama cũng xảy ra các cơn chấn động với mức độ địa chấn cấp 2 được quan sát thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 5 được quan sát thấy ở tỉnh Okinawa kể từ sau trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn xảy ra gần đảo Izo Omote. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần ở hàng loạt các khu vực Miyakoshima, Yaeyama của tỉnh Okinawa và khu vực đảo chính Okinawa. Độ cao của sóng thần dự kiến là 3 mét ở khu vực Miyakoshima, Yaeyama và khu vực đảo chính Okinawa. Tùy thuộc vào vị trí, sóng thần có thể đạt tới độ cao lớn hơn độ cao quan sát được trên máy đo thủy triều. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân, ngay thời điểm hiện tại cần theo dõi các thông tin liên quan tròn đồng đất trên đà phát thanh, điện thoại di động, di chuyển nhanh đến những khu vực cao, đồng thời cẩn trọng với khả năng xảy ra lỡ đất và sập nhà do các dư chấn sau đó. Trước đó, một cơn sóng thần cao 30cm đã được quan sát thấy trên đảo Yonaguni. Sau đó, một cơn sóng thần khác cũng được xác nhận xảy ra tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa với độ cao tương tự và nhiều nơi khác tại đảo Yonaguni và đảo Miyako. Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập văn phòng liên lạc văn phòng thủ tướng tại trung tâm quản lý khủng hoảng để thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tòa thị chính Yonaguni kêu gọi người dân sơ tán đến địa điểm an toàn và nhân viên cũng bắt đầu sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trong khi đó, Sở Cứu hỏa thành phố Ishigaki Tỉnh Okinawa cũng kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán thông qua đài phát thanh hành chính phòng chống thiên tai. Kể từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo để giải thích những lưu ý liên quan đến cảnh báo sóng thần và các cơ chế động đất khác nhau. Theo truyền thông Đài Loan Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 4 ở độ sâu 15,5 km ngay ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua. Các cơ quan địa chất khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đã đánh giá cường độ động đất dao động từ 7,4 độ đến 7,7 độ. Số người thương vong do động đất được ghi nhận ở Đài Loan vẫn đang tăng vọt. Theo trang China Times của Đài Loan, không quân hòn đảo này vào trưa ngày 3 tháng 4 đã điều động vận tải cơ C-130 chở người và trang thiết bị cứu hộ đến những khu vực bị tàn phá do động đất. Hoa Liên được cho là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức địa phương lo ngại, nhiều người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng bị sập hoặc bị nghiêng ở Hoa Liên. Hiện ghi nhận có nhiều người bị thương vong sau trận động đất. Sunny Wang, một nhà báo ở Hoa Liên cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung tại tòa nhà sao Thiên Vương, Uranus Building, Tòa nhà bị nghiêng và gần sập sau trận động đất. Channel Times đã công bố đoạn video ghi lại cảnh động đất khiến tòa nhà cao tầng trên bị lún, chỉ vài giây sau khi dư chấn xuất hiện, tòa nhà rung lắc dữ dội. Sau đó, khói bụi lập tức bao trùm tầng 1 tòa nhà trước khi cả công trình này sụt lún. Do thời điểm này xảy ra động đất vào giờ cao điểm nên khu vực xung quanh tòa nhà Thiên Vương Tinh có đông người qua lại. Nhiều người đi bộ và tài xế ở gần đó khi chứng kiến cảnh tầng 1 tòa nhà bị sụt lún liền hốt hoảng chạy xa khỏi hiện trường. Nhiều cư dân đã cố gắng sơ tán khỏi tòa nhà, một số khác vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm cách tiếp cận những người có thể bị mắc kẹt dưới tầng hầm. Chiu Chau Wen, một người dân ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố Hoa Liên, cho biết trận động đất đã làm dung chuyển khu vực ông sinh sống các giá đỡ bị lật đổ, đổ xanh xứ rơi vỡ khắp nơi, song may mắn là không có ngôi nhà nào bị sập. Tuy nhiên, ông cũng cho biết người dân vẫn lo lắng do vẫn có hàng chục dư chấn sau động đất. Các chuyên gia địa chất khí tượng cảnh báo dư chấn có cường độ tương đương động đất có thể tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới. Trận động đất mạnh 7,4 độ đã làm rung chuyển bờ biển phía đông của đảo Đài Loan Trung Quốc xảy ra vào lúc sáng 3 tháng 4, cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía nam và ở độ sâu 34,8 km. Tiếp theo đó là một dư chấn mạnh đã tiếp tục gây chấn động khắp hòn đảo. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết rất nhiều người thương vong và mắc kẹt trong những đống đổ nát. Cơ quan chức năng cho biết thêm tất cả những người thiệt mạng đều ở Hoa Liên. Trong đó có những người đi bộ đường dài thiệt mạng do bị đá rơi ở hẻm núi Taroko một điểm nóng du lịch. Lỡ đá cũng đã khiến một tài xế xe tải thiệt mạng trước một đường hầm trên đường cao tốc Xu Hoa ở bờ biển phía đông. Hầu hết những người bị mắc kẹt đều trong hai đường hầm ở phía bắc Hoa Liên. Một số công dân Đức bị mắc kẹt trong một đường hầm thứ ba ở cùng khu vực. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng tiến hành giải cứu 12 người, trong đó có hai người Canada mắc kẹt trên đường mòn trong hẻm núi. Theo các quan chức Đài Loan, các báo cáo về thiệt hại trên diện rộng do động đất cũng đã xuất hiện, với hàng trăm tòa nhà bị sập ở Hoa Liên, hàng nghìn ngôi nhà hư hại, mất điện và một đường cao tốc chính bị đóng cửa do lỡ đất và lỡ đá. Toàn bộ mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, nhưng với việc đóng cửa nhiều đường bộ và đường sắt đã làm hạn chế khả năng tiếp cận tâm chấn của trận động đất ở Hoa Liên. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số tòa nhà bị sập ở Hoa Liên và người dân cùng lực lượng chức năng đang cùng mình giúp đỡ những người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua cửa sổ của một khu chung cư bị hư hại. Trận động đất xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng với các video cho thấy đường cao tốc rung lắc dữ dội, cầu vượt lắc lư ở Đài Bắc, xe cộ nảy lên, các hành khách trao đảo bên trong một đoàn tàu điện ngầm ở Đài Bắc. Người phát ngôn cơ quan thời tiết Đài Loan cảnh báo các dư chấn mạnh tới 7 độ dự kiến sẽ xảy ra cho đến cuối tuần.